Cảm ơn các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Vạn Vật. Thì tiếp theo trong video về series máy quét vạn vật, thì như những lần trước thì em giới thiệu cho mọi người rất nhiều những cái dòng máy quét vạn vật có dây của các hãng, thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu mọi người một chiếc máy quét, đó là chiếc máy quét không dây. Đây là một sản phẩm của chắc rằng chiếc máy quét vạn vật không dây này nó như thế nào và cái cách kết nối vận hành của nó ra sao, thì mọi người hãy cùng em theo dõi để biết thêm chi tiết. Đầu tiên em sẽ mở chiếc hộp này ra để cho mọi người xem là bên trong chiếc máy quét không dây LI4278 của Giáp Ra này có những cái thành phần như cảm bệnh gì. Rồi sau đó em sẽ quét thử và tiến hành giới thiệu cái nguyên lý hoạt động của nó, cũng như là giới thiệu một số cái thông số kỹ thuật liên quan đến máy để mọi người có thể là nắm kỹ hơn. Đây, đầu tiên em mở ra, mọi người có thể thấy là nó sẽ có hai cái hộp kẹt và một cái dây kết nối ở giữa. Dây này thường dài từ 2,5 đến 3 mét nha mọi người. Đây là dây kết nối USB. Rồi, hộp đầu tiên đây có ghi battery. Dạ, đây là cái chân đế chân kết nối. Đây, máy đi kèm với dây chân kết nối. Tại vì đây là máy quét không dây nên cần phải có một cái chân kết nối với lại máy tính. Rồi. Rồi tiếp theo, đây là thân máy đó mọi người. Đây là thân máy quét. Đi kèm với thân máy, đi kèm với trong thân máy quét là có một cái manual mic drive để hướng dẫn mọi người sử dụng cũng như là cách kết nối của máy. Đây, thôi tiếp ra là làm cái gì nha mọi người. Hướng dẫn cho mình cái tư thế nào quét cho nó đúng để bảo vệ được cái sức khỏe và những cái cách kết nối. Đây mọi người có thể xem sơ qua và một số ba cốt để mình xét cấu hình của máy. Đây là chiếc máy quét không dây, nó kết nối bằng giao thức Bluetooth nên thành ra là cái phạm vi hoạt động của máy nằm trong khoảng là 15 đến 20 mét, thì nhưng mọi người cũng biết là cái phạm vi kết nối của Bluetooth mình thì nó cũng là tương tự như vậy đối với là đối với sự nhớ với dòng máy quét này. Và thứ hai đó là để kết nối với máy tính thì Bluetooth sẽ kết nối từ cái thân máy với lại cái chân đế. Cái chân đế này mục đích của nó là cũng dùng để sạc pin luôn nha mọi người, nên mình không cần phải có adapter đi kèm để sạc. Nếu mình muốn sạc riêng thì có thể là sạc riêng, còn nếu mà mình đã kết nối với máy tính thì cái chân đế này nó sẽ đảm nhiệm luôn hai nhiệm vụ. Thứ nhất đó là sử dụng để mình có thể là kết nối với lại máy tính, và thứ hai thì là có thể là sạc pin cho là thiết bị. Rất là tiện lợi đúng không mọi người? Em sẽ tiến hành cắm thử và quét thử cũng như là test thử cho mọi người xem được cái khả năng đọc của chiếc máy này. Nó cũng rất là đơn giản, mình kết nối cổng USB với lại cái chân đế. Rồi sau đó là cắm chân đế, cắm dây kết nối USB vào máy tính. Máy này cũng được test độ bền rất là cao nha mọi người. Nó có thể là chịu rơi rất nhiều lần đối với độ cao từ 1,8 mét xuống cái sàn bê tông mà đã được hãng chất ra test rất là nhiều lần nha. Tại vì đây là dòng chiếc máy quét không dây nên mình có thể là cầm cái chân đế đi ra khỏi cái vị trí của chiếc laptop của mình hoặc là máy tính của mình để mình có thể là quét những cái mã hàng rất là tiện lợi mà không cần thiết là không giới hạn với khoảng cách, tại vì nó có thể kết nối từ 15 đến 20 mét. Đây em sẽ test thử một số mã vật trên này nha mọi người. Đây là một số cái ba quét khác nhau mà nhưng máy quét này có thể là quét đọc rất là nhanh, rất là nhạy nha. Sợ mình không quét kịp để cho máy nó xử lý thôi, còn tốc độ xử lý của máy thì rất là tốt, tại vì nó xử lý được 547 mã vật trên một giây. Đây là một trong một sản phẩm em sẽ test thử cho mọi người xem. Tại vì đây là sản phẩm tên chai nên thành ra có cái bề mặt nó cong hơn, không được phẳng, nhưng máy quét mình xử lý rất là nhanh, rất là nhạy. Đây là dòng máy quét 1D nha mọi người, nên chỉ có là quét được những cái mã vật 1D. Đây mọi người có thể nhìn thấy là
máy sẽ có những cái đèn báo hiệu, lúc mà mình đang sạc thì nó sẽ chớp chớp, lúc sạc đầy thì nó sẽ ngừng và có tiếng bít lên. Đó, cũng như là cái chân đế lúc kết nối thì nó sẽ có những cái tín hiệu báo hiệu để cho mình có thể là nhận biết được là các trường hợp của máy, rất là tiện, rất là dễ dàng. Vừa rồi thì em giới thiệu sơ qua cho mọi người một số tính năng cũng như là test thử thực tế trên một số mã vạch đối với chiếc máy quét không dây LI1278 này của hãng Zebra. Với đã cung cấp thêm một số thông tin là ví dụ như là một số thông tin mà người rất quan tâm, đó là dung lượng pin của máy. Thì pin của máy thì mình lúc mà mình sạc đầy pin thì mình có thể là xài đến 10 tiếng trong một ngày. 10 tiếng trong cái tại vì ca làm việc của mình thường thường là 7 tiếng, thì nếu mà đạt đến 10 tiếng thì nó có thể là đáp ứng được cái khả năng đó mà không cần phải là sạc pin nhiều lần. Thứ hai, mọi người thấy là rất tiện lợi, lúc mà mình không xài nữa thì mình có thể cắm ngay tại đây thì máy nó sẽ luôn luôn sạc pin cho mình để trong cái tháng tháng này để đi. Nếu mọi người là muốn quan tâm thêm hoặc là hiểu biết, muốn biết thêm về những cái chi tiết về những cái sản phẩm máy quét mặt vật hoặc là những thiết bị mặt vật, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mặt Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimatvat.com để công ty em có thể là tư vấn và hỗ trợ thêm cho mọi người. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mặt Vật để theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.